The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả và xin mời tất cả quý vị cùng đến với chương trình của Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, một trong những người khách quý mà ngày hôm nay Jimmy có dịp hân hạnh mời lên show của Jimmy là một tên tuổi lớn của nền văn học Việt Nam. Nếu quý vị nào yêu thích văn thơ, âm nhạc thì chắc không ai mà không biết đến tên tuổi của ông. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nhà thơ Du Tử Lê. Cảm ơn bác. Jimmy. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa bác, hôm nay rất là hân hạnh được mời bác lên show của con. Mặc dù trước đây cũng có ngỏ lời và bác cũng có việc cái sức khỏe thì cũng chưa có dịp lên được. Ngay bây giờ sức khỏe của bác cũng vẫn chưa trở lại bình thường. Thế nhưng mà bác cũng không muốn để cho Jimmy đợi lâu quá. Nhiều khi con hiểu sai về bác. Sự thực là vẫn chưa trở lại bình thường. Cảm ơn Jimmy. Con có được tìm hiểu về bác thì con được biết là bác làm thơ rất sớm. Đúng rồi. Thì cụ thể là vào năm nào là bác đã bắt đầu viết thơ rồi ạ? Bác làm thơ thì sớm lắm. Nhưng mà chính thức mà dùng cái bút hiệu Du Tử Lê thì năm 1957. 57. Tức là cách đây hơn nửa thế kỷ rồi. Wow, 57. Là hơn 60 năm rồi. Đúng rồi. Và bài thơ đó là bài thơ nào bác? Bến Tâm Hồn. Bến Tâm Hồn. Con định hỏi câu này mà con nghĩ rằng là chắc cũng sẽ bị lặp lại đó. Nhưng mà con cũng muốn hỏi cho thế hệ trẻ. Ok. Cái chữ Du Tử Lê đó là từ đâu mà có cái bút danh đó? Thường thường thì hầu hết người Việt Nam mình đó, họ hiểu sai về cái đó. Họ căn cứ vào chữ Du Tử thì họ nghĩ rằng đó là một cái người đàn ông hay một cái chàng thanh niên đi lang thang. Lê thì là họ. Sự thực thì không phải. Sự thực thì bác lấy theo một cái bài thơ của đời Đường ở bên tàu đó. Ông đó là ông Mạnh Giao. Ông ấy viết một cái bài thơ là gọi là Du Tử Ngâm. Ông ấy nói về cái tình cảnh của ông ấy là một cái đứa con xa mẹ. Thành Du Tử ở đây nó là đứa con xa mẹ chứ không phải là một cái chàng thanh niên hay mà người đàn ông đi lang thang. Hoàn toàn không phải. Còn Lê thì là họ của bác. Và con được biết là vào biến cố di cư thì bác đã vào trong Nam. Đúng rồi. Và cũng có một thời gian bác phục vụ trong quân đội. Đúng rồi. Bác có thể cho khán giả biết cái thời gian đó. Tôi ở trong quân đội từ năm 1963, cho đến ngày mất nước, tức là đến biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Và những cái thời gian mà chưa bác phục vụ trong quân đội đó thì có bác có sáng tác bài thơ nào không trong thời gian đó? Có cũng khá nhiều. Một trong những bài thơ đó mà bác biết đó là nhiều người thích. Đó là bài khúc Thủy Du. Viết trong cái thời gian đó. Vậy là bác viết khúc Thủy Du là trong thời gian bác phục vụ trong quân đội. Tức là sau cái biến cố, chắc là có thằng Jimmy chưa sinh, là biến cố Tết Mậu Thân. Con thì lại cứ tưởng đâu là bài đó bác sáng tác ở hải ngoại. Không, nó có từ Việt Nam. Từ 68. Mà nhạc sĩ Anh Bằng thì năm 95 thì ông lại đúng phổ rồi. Thành ca khúc. Ông ấy không biết cái bài đó. Năm 90 mấy đó, bác cho tái bản một cái tập thơ của bác ở Việt Nam. Anh nghe kịp nhé. Đó là cái tập thơ bác được trao cái giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1972. Thì ông ấy đi mua cái tập thơ đó ở nhà sách. Ông thích cái bài đó thì ông ấy mới phổ xong rồi ông đi gặp bác, hai bên không quen nhau. Trước đó chưa bao giờ có liên lạc. Không hoàn toàn không. Nó liên quan đến một người bác cũng rất là quý là anh Việt Dũng. Một buổi tối hồi đó bác có quán cà phê. Ông ấy đến ông anh Bằng đến gặp bác. Ông đã cho tôi gặp ông Du Tử Lê. Thì bác nói là tôi đây, anh là ai? Thì ông nói là tôi là anh Bằng. Thế bác hỏi là anh cần gì không? Thì ông mới kể chuyện, ông mới phổ cái bản nhạc đó. Ông nói, nguyên văn ông nói là tôi có thể chỉ cho bất cứ một người nào hát mà anh chọn, tức là bác chọn. Thì lúc đó Việt Dũng cũng đang hát cho bác.
Ở Tây Bắc Long Nhân đây thì có một cái người bạn trẻ mà tôi rất là quý là anh Việt Dũng. Thì để giới thiệu anh với Việt Dũng và anh giúp cho Việt Dũng. Thì hai bên họ làm việc với nhau tốt lắm. Sau đó hình như xảy ra một cái biến cố gì đó. Và có người nhận cái bài bản nhạc đó là của họ. Cho nên bác anh Bằng cuối cùng bác ấy phải đăng một cái bố cáo. Là cái bài đó là bài của bác anh Bằng. Bố cáo tức là đăng ở trên báo đó. Oh wow. Bác cũng nhớ rõ cái người nhận đó là ai. Rất cảm ơn bác hôm nay cho biết thêm về cái chi tiết trong bài Khúc Thị Du mà rất là nhiều khán thính giả yêu mến tới ngày hôm nay. Cảm ơn. Cũng phải nói là cái thời 60-70 đó là thời cao độ của cuộc chiến miền Nam. Đúng rồi. Hầu như ai cũng có một tác phẩm nói về cuộc chiến, nói về lính. Thì với một người mà đầy cảm xúc như bác thì thời đó có bài nào nói về cuộc chiến, nói về lính không bác? Bác có một cái bài mà sau này tụi Mỹ cũng như tụi Pháp đó, nó dịch sang tiếng Anh và nó in thành sách, tức là nó dùng cho mấy cái đại học. Đó là một cái bài tên nó là, nhân đề nó là Có Gì Đâu. Nói về cái tình cảm trai gái trong cái thời chiến nó như thế nào. Và khi mà biến cố 30 tháng 4 tới thì là bác di tản ngay qua Mỹ hay là bác kẹt lại ở Việt Nam? Bác di tản qua Mỹ nhưng mà hồi đó bác không có chủ tâm đi. Nó liên quan đến ông Mai Thảo. Ngày chót tức là ngày khoảng 28-29 ở Sài Gòn, bác với bác Mai Thảo còn gặp nhau ở cái nhà hàng nó gọi là Hải Biên. Nó trông vào cái trạm bến Thành. Thì bác với bác Mai Thảo nói với nhau là chúng ta là những người viết chữ Việt, con lắng nghe nhé, thì chúng ta không thể bỏ cái nơi xuất phát của chúng ta. Và ông ấy lấy cái thí dụ là ông Boris Pasternak, tác giả của cái cuốn Dr. Zhivago. Ông Pasternak được trao Nobel văn chương nhé, nhưng ông Pasternak không ra khỏi nước Nga. Tại vì ông Pasternak, thứ nhất là ông sợ không được trở về đất nước của ông ấy. Thứ hai, ông ấy quan niệm rằng ông là người Nga, ông viết bằng tiếng Nga, thì ông không thể đi ra khỏi cái nguồn gốc của cái tiếng Nga của ông đó. Tức là ông Mai Thảo, ông lấy cái thí dụ đó cho mình hiểu mà. Rồi, thế buổi sáng ngày 30-29, tức là ngày hôm sau, thì bác nhận được cái thư, không phải cái thư mà cái giống như là cái nhắn tin đó của một bà chị vào chỗ bác làm, viết lại cái giấy, nói là đại khái nói là bà cụ, tức là mẹ bác, rất là sốt ruột, không biết là sống chết ra làm sao, thì về nhà cho bà cụ yên tâm. Thì hồi đó thì bác ở riêng, bà cụ ở với ông anh cả. Thì khi bác về gần đến nhà, tức là đường Trương Minh Giảng cũ, thì cái xe hơi của ông anh bác đi ra. Thì ông ấy nói rằng là ông ấy ra bến Bạch Đằng, thì là bác tiễn thôi. Con hiểu là chứ bác không có ý định là đi. Thì cuối cùng đó, thì cái đầu mối để mà đón gia đình ông anh ruột của bác, họ ra họ đón cái người vợ của họ thôi, tức là ông Hải Quân. Và không có đón gia đình bác, ông anh của bác. Thì họ bị bỏ ngỡ ngàng như vậy đó. Thì cuối cùng thì cái người kiểm soát cái an ninh của cái khu bến tàu, đến bây giờ bác còn nhớ là ông Trung Tá Xuân, tại vì có bằng tên đó. Thì hồi đó bác hay lên TV lắm. Thì ông hỏi bác là bỏ ông nhà báo đi đâu vậy, thì bác chỉ gia đình bác, ông anh, là tôi tiễn ông anh tôi ra đây, nhưng mà lính của ông, tức là mấy ông quân cảnh nó bắn quá, cho nên gia đình ông anh tôi có thể phải trở về. Thì ông nói là gọi ông anh trở lại cái mấy con ngựa kém gai đó,
tôi sẽ cho lính kéo ngựa kiếm gai ra để cho ông và ông anh ông đi. Thế thì bác là người đưa tiễn, bỗng trở thành một cái người hướng dẫn cho gia đình ông anh, gồm có 6 đứa con, một bà vợ và 6 đứa con. Khi vào tới cái bến tàu Bạch Đằng đó, thì cái đường lên đó nó ken cứng người, không cách gì con lên được, mà mấy đứa cháu nó nhỏ quá, bác phải đu dây thừng đó, bên hông tàu lên trước, rồi kéo từng đứa cháu lên được. Khi mà kéo lên đứa cuối cùng, thì bác định đi xuống, thì bà chị dâu đó, bà mới nói rằng là nếu mà chú bỏ các cháu ở đây, dọc đường đi, có chuyện gì thì ai lo cho mấy đứa nhỏ. Thế cuối cùng bác miễn cưỡng mà phải đi. Con nghe kịp ha? Dạ, con nghe kịp. Tới đảo Wang thì nó có cái phong trào là ai muốn về lại Việt Nam thì ghi tên. Bác cũng ghi tên về. Thì cũng lại bà chị dâu, bà nói, bà khóc, bà nói là nếu mà để chú về đó, mà có trục trặc gì đó, thì bác, bà chị của chú sẽ không biết nói năng với mẹ của chú làm sao cả. Thế là bà ấy năn nỉ chú ở lại, thành ra may là chú ở lại thì không bị tù. Đúng vậy. Thì đại khái nó là như vậy. Dạ vâng, rất cảm ơn chú đã chia sẻ về những kỷ niệm này. Và sau một vài phút thương mại thì nhà thơ Du Tử Lê sẽ trở lại cùng với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ màn ảnh của chương trình The Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà thơ Du Tử Lê. Như lúc nãy bác có chia sẻ khi mà cái ngày mà bác đi đó thì bác có nói là bác ngày xưa cũng có chứ 75 bác cũng có làm trên đài truyền hình, đài phát thanh. Đúng rồi, không? Bác không làm đài truyền hình nhưng hồi đó bác ở cục tâm lý chiến. Cục tâm lý chiến. Thế cục tâm lý chiến đó thì có một cái giờ ở bên đài truyền hình Việt Nam. Hồi đó Việt Nam ở Sài Gòn chỉ có một đài truyền hình thôi. Thì họ có chia chẳng hạn như là ở quân đội thì được mấy phút đại khái như vậy. Công binh hay con khỉ tiêu gì đó. Thì cái chương trình của quân đội đó họ hay phỏng vấn mấy cái chiến sĩ gọi là xuất sắc. Thì bác hay bị cử đi phỏng vấn đó. Thấy bác lên truyền hình nhiều. Thì nhờ thế mà cái ông Trung Tá Xuân cũng biết mặt. Và đó là lý do. Dạ, ngày xưa trên đài làn sóng phát thanh bác có một giờ riêng cho chương trình của mình không? Giống như ông Nguyễn Đình Toàn. Bác không có. Dạ. Bác không có dính gì đến phát thanh cả. Dạ. Mấy năm đầu thì bác có đọc tin, tức là đọc cái nó gọi là quan điểm ấy mà. Quan điểm. Dạ. Cho đài phát thanh quân đội. Cho một trong những chương trình của đài phát thanh quân đội. Dạ. Nhưng sau đó thì không, bác không làm nữa. Dạ vâng. Dạ. Và tiếp nối với câu chuyện lúc nãy con phỏng vấn bác đang dở dang là bác qua hải ngoại di tản, thì một trong những bài thơ mà bác sáng tác ở hải ngoại mà con rất là thích đó là Đêm Nhớ Chăng Sài Gòn. Ồ, cảm ơn con. Sau đó là Khi Tôi Chết Hay Đem Tôi Ra Biển. Đúng rồi, cảm ơn con. Đó là hai bài hoài hương mà làm cho mình rất là con có để ý cái bài đó. Hai bài đó con rất bác rất là cảm ơn. Yeah. Nhất là bài Khi Tôi Chết. Bác nghe bác Phạm Đình Chương hát một lần ở San Jose, và đó là lần đầu tiên cái bài đã được trình diễn đó. Thì bác Phạm Đình Chương bác hát cùng với lại Hoài Bắc, không, cùng với Hoài Trung chứ, làm chảy nước mắt nhiều người. Thành ra bác rất nhớ cái điều đó. Mặc dù là sau đó thì cái bài đó nó không được phổ biến như bài Đêm Nhớ Chăng Sài Gòn. Con hiểu bác nói và. Dạ con hiểu. Đêm Nhớ Chăng Sài Gòn thì lại được nhiều người biết nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng mà riêng con thì con cũng rất thích cái bài mà Khi đúng Tôi rồi. Chết Hay Đem Tôi Ra Biển. Bác bị ấn tượng bài Khi Tôi Chết nhiều hơn. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, đời lưu vong không cả một ngôi mộ.
vui Tết lạ, thịt xương không tan biến, hồn không đi sao trở lại quê nhà. Nhưng mà nhắc đến cố nhạc sĩ Hoài Bắc Phạm Bình Chương thì con biết bác cũng có cái mối thâm tình với ông rất nhiều. Đúng rồi, bác có. Xin có thể cho khán giả được biết được không ạ? Như tôi nhớ đó, thưa quý vị và các bạn, ông Phạm Đình Chương đến đây vào khoảng năm 88, 89 thì đó. Thì tôi là một trong những người đi tìm apartment cho bác cái thuê mà. Tại vì bác qua trước. Rồi bác Phạm Đình Chương bác có một người con ở đây. Nhưng mà tên là Phạm Thành. Thành thì nó lại không ở đây. Cho nên nó không dành ở vùng này, với lại nó bận việc đó, thì bác đi tìm nhà cho bác Phạm Đình Chương. Thì đó là một trong những kỷ niệm giữa tôi và nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Nhân Jimmy nhắc tới cái bài Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, thì nó có một cái kỷ niệm liên quan đến ông Mai Thảo. Tôi xin lặp lại nguyên văn, có thể có một số chữ mà quý vị nghe không được xuôi tai lắm. Là khi cái bài thơ của tôi phổ biến thì tình cờ thấy ông Phạm Đình Chương cũng đọc được, ông thích quá ông mới cắt, ông để trên cái piano của ông ấy, thì cứ lâu lâu thì ông lại gõ một vài tiếng. Mà Jimmy biết là ông Mai Thảo với ông Phạm Đình Chương người thân nhau lắm, họ giống như anh em ấy. Thì cái ông Mai Thảo ông thấy ông này mất thì giờ nhiều quá, tức là 6-7 tháng cứ đêm đến thì lại gõ leng keng đó, đại khái như vậy. Thì có một lần ông ấy bực quá, ông Mai Thảo đó, ông ấy nói xin lỗi quý vị, tôi làm lại cho nó đúng, là ông bảo rằng là cái bài thơ của thằng Lê thì có ra cái gì đâu, vứt mẹ nó đi. Còn nghe kể mà chữ của Mai Thảo, thế ông chưa giải quyết xong cái bài thơ đó, sau 6-7 tháng ông cũng bực, ông cũng đỡ cái gọi là vặt lại đó, tiếng Bắc tức là phang lại đó. Ông bảo anh câm cái mồm ông đi, anh chỉ biết mẹ gì về âm nhạc. Thì đó là một cái kỷ niệm mà giữa ba người. Ông Trương không kể lại cho bác nghe, mà ông Mai Thảo nói là người kể lại cho. Ông ấy nói rằng là thằng Trương nó mê Lê lắm, cái chuyện như vậy nó chửi lại tôi. Đó là kỷ niệm này quý quá mà nó cũng vui nữa. Và cũng có chút gì đó buồn là ông Mai Thảo năm nay là 20 năm ngày mất ông Mai Thảo. Đúng rồi. Cả nhà bác quý ông Mai Thảo. Cả nhà quý ông Mai Thảo lắm. Và được biết không phải là có mình bác mà có bên cô Nhã Ca, bác Trần Dạ Từ cũng rất quý ông đúng Mai rồi. Thảo. Đúng rồi, đúng. Ông Mai Thảo cũng đi được là nhờ cô Nhã Ca. Dạ đúng rồi. Cô ấy gửi cho bác Mai Thảo đại khái như trong cái đầu mối đó. Để ra đi đó, thì là công của cô Nhã Ca. Một thời gian ông Trần Dạ Từ đang ở tù. Và khi mà bác qua hải ngoại như vậy thì bên cạnh bác sáng tác những cái bài thơ thì có, hình như con được biết các bác có làm nhạc nữa phải không? Không, bác chỉ đặt lời thôi. Đặt lời thôi. Chứ không phải làm nhạc. Hình như con biết là có một người nhạc sĩ mà cũng có hợp soạn với bác nhiều, đó là nhạc sĩ Trần Duy Đức. Đúng rồi. Nhưng ông Trần Duy Đức thì hoàn toàn là ông lấy thơ của bác để soạn thành ca khúc. Cái phần bác có đóng góp cho ông Trần Duy Đức đó, thì không phải bác đặt lời, mà con biết rồi, khi vào nốt nhạc đã có những chữ mà cái thơ nó không hợp, thì mình phải tìm chữ thay cho nó để thích hợp. Thì cái phần đó thì bác đóng góp với ông Trần Duy Đức. Có một bài mà cái tên nghe rất là ấn tượng, đó là Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi Là Phải Của Bác, phải không? Cũng rồi, thơ của bác. Cái bài đó thì nó lại có một cái giống như một cái anecdote đó. Ông Trần Duy Đức thí dụ ông phổ cái bản nhạc nó năm nay, thì sang năm ông nhạc sĩ thứ hai là ông Hoàng Thanh Tâm ở bên Úc, ông cũng phổ cái bài đó. Giống trường hợp Tháng Sáu Trời Mưa vậy đó, cũng có hai người làm cùng đúng rồi. Sau đó thì tại vì nó người đọc họ không phân biệt được đó, thì họ nhầm cái bài của ông Trần Duy Đức với ông Hoàng Thanh Tâm. Và đều là một tác giả bài thơ là bác.
hãy hỏi Chúa đi, rồi em sẽ hay. Tôi buồn như phố cũ như tay, bàn chân từng ngón ngưng không thở, lạc mất đường đi tạnh dấu bay. Hãy hỏi nắng đi, rồi em sẽ hay. Tôi gầy như gần đây thì bác có cho phát hành những tập thơ nào mới không? Cách đây khoảng 6 tháng bác có in một tập thơ mới, tức là sau nhiều năm không in. Thì cái nhan đề của cái tập sách đó là Khi gối đầu lên ngực em. Wow. Khi gối thì cái đó do Amazon nó in. Dạ vâng. Rất cảm ơn bác ngày hôm nay đến với chương trình The Jimmy Show của con. Và những câu chuyện vừa rồi khán thính giả chắc sẽ ghi nhớ mãi với những cái tiểu sử của những bài thơ. Ok. Và chúc bác trong những ngày tới thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn con. Cái câu đó hay lắm, cái đó cần thiết, bác yêu quá. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi hy vọng là cái cuộc nói chuyện giữa tôi và Jimmy sẽ không làm quý vị thất vọng. Và nếu mà chúng tôi có hơi lố bịch một chút thì quý vị bỏ qua. Cảm ơn quý vị và các bạn. Dạ, xin cảm ơn bác. Và cùng với lời chào đó, Jimmy Thái Nhật xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình kỳ tới. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.